Xin thân ái chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Vâng, và các bạn đang nhìn thấy một đôi loa mà tôi vừa mới dựng xong. Đây là một đôi loa đồng trục của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Đây là đôi loa tên là Shure TH315, là một đôi loa rất có tiếng, được sử dụng trong các phòng thu cũng như là các cái đài phát thanh truyền hình của Đức cho đến đầu những năm 80, như là một đôi loa tham chiếu trong âm thanh. Bây giờ tôi sẽ quay gần lại để các bạn nhìn rõ hơn cái đôi loa này. Kết cấu đồng trục các bạn có thể thấy rất rõ, đó là nó có một cái loa bát ở bên ngoài và một cái loa tép ở bên trong. Loa bát này có đường kính là 30 cm, còn loa tép có đường kính là 5 cm. Để tôi quay gần để các bạn nhìn cái loa tép. Cái loa tép nó là cái đom nhôm. Đấy, loa tép là một cái đom nhôm. Và cái loa bát thì nó có cái phần bọc nỉ ở bên ngoài, tức là chúng ta không nhìn thấy màng loa bát. Chúng ta không nhìn thấy màng loa bát mà chỉ thấy một cái lớp nỉ trắng thôi. Cái loa này nó thiết kế rất là kỳ lạ như vậy. Tức là 30 cm này có cái lớp nỉ che kín toàn bộ màng loa để giảm rung. Để giảm rung, nhưng mà nó không chạm vào màng loa cho nên nó cũng không ảnh hưởng gì, mà nó chỉ có tính chất như là một cái bộ lọc nhẹ làm cho cái âm thanh nó trong và nó cân bằng hơn. Đấy. Và ở bên ngoài cùng thì có một cái lớp lưới sắt. Đây, tôi quay gần các bạn có thể nhìn thấy cái lớp lưới sắt đây. Lớp lưới sắt nó bọc ở bên ngoài. Đấy. Bên chiếc này cũng vậy. Đấy. Cái loa này thì nó nặng 7 cân rưỡi một chiếc, do nó có cái nam châm khá là to. Đấy. Bây giờ tôi đã sử dụng cái đôi loa này và đưa nó vào một đôi thùng hở lưng. Thiết kế nguyên bản của cái loa này thì nó sử dụng cái thùng reflex, tức là thùng có lỗ mà cái dung cái thể tích của cái thùng nó khoảng từ 100 đến 180 lít theo cái tính toán của nhà thiết kế. Nhưng mà tôi thích cái tiếng của cái ván hở cho nên tôi đã đưa vào cái thùng hở lưng, tức là kết cấu cơ bản nó giống như ván hở nhưng gập lại. Bây giờ tôi sẽ quay ra đằng sau cái loa này để các bạn nhìn thấy cái kết cấu của cái thùng cũng như cái loa. Đấy. Đây là một cái thùng hở lưng, các bạn nhìn thấy rất rõ đấy. Cái thùng này là tôi cho thợ làm bằng gỗ plywood, tức là gỗ gỗ dán đấy, ta gọi là gỗ ván ép hay gỗ dán đấy. Và cái lớp bề mặt trang trí bề ngoài này là gỗ ốc chó. Đấy, đây gỗ ốc chó. Rất là nhẵn và đẹp, và hai bên loa này có hai cái lượt gỗ nu. Đấy, có hai cái gỗ nu hay còn gọi là gỗ mắt chim đấy, tiếng Tây nó gọi là bird eye đấy. Bird eye là gỗ mắt chim đấy, để trang trí. Thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta mà để nguyên hai cái phần óc chó này thôi thì nhìn nó sẽ đơn điệu cái loa, nhưng mà tôi đưa hai cái giải gỗ gỗ nu hay gỗ mắt chim bird eye vào thì nhìn cái loa nó có đường nét, nó cứng cáp và nó có điểm nhấn hơn. Bây giờ tôi sẽ quay ra đằng sau để các bạn nhìn. Đấy, đây chính là phía sau của cái loa 315 này, Shure 315. Ta thấy cái củ nam châm rất là to. Đấy. Đấy. Và bên cạnh đây thì nó có một cái tem bằng kim loại nó dán là ghi chữ là TH315. Đấy. Thế nhưng mà cái củ nam châm này ấy, thực ra nhìn thấy thôi nhưng không phải là toàn bộ là nam châm bên trong, mà cái điều thú vị của nó, cái củ này bên trong nó lại là chứa cái mạch phân tần. Đây, tôi chiếu qua cái loa bên này các bạn nhìn. Đây, các bạn thấy rõ chưa? Nó là cái mạch phân tần. Ở đây chúng ta nhìn thấy là toàn bộ ở đây nó có rất nhiều tụ này, các bạn có thể đếm đấy, hàng mười mấy con tụ chạy vòng quanh này. Đấy. Mười mấy con tụ, cả tụ hóa cả tụ thường, nó đấu song song với nhau. Nó chạy vòng quanh cái loa, rồi có điện trở. Đây có con điện trở này. Có con điện trở, đây có con điện trở và có một cái rơ le. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ cái rơ le chưa? Đấy, rơ le đây, đây. Để bảo vệ loa. Như vậy là cái thiết kế cái loa này rất là dị dạng, rất là đặc biệt. Có nghĩa là nó đưa toàn bộ cái phân tần vào bên trong cái củ loa. Và sau đó thì nó sẽ dùng một cái nắp. Đây,
nó dùng cái nắp như thế này, sau thì nó chụp lên, đây chụp lên như thế này, đấy nó chụp lên như vậy, đây thì tôi đã gỡ ra để các bạn xem rồi, đấy có cái nắp nó chụp lên, thế là một cái loa đồng trục gọn gàng, chỉ việc đấu dây vào và nghe thôi. À, trở kháng của loa này là 15 ohm, công suất là 30W. Đấy. Và hiện nay thì tôi đang phối ghép cái loa này với một chiếc âm ly là âm ly 211 của KT Audio. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một chút cái loa này. Để tôi vặn tiếng lên. Cheap perfume and painted faces, fallen angels fill the places where I go when my troubles pull me down. I know they'll tell me, and the time that they will sell me for a while, I'll be the biggest man in town. Back at home, in bed she's crying, for her love for me is dying, but she'll pray I make it safely through the night. When the morning sun starts showing to her bedside, I'll be going, and she'll hold me while I face the morning light. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.